nè 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 chỗ này ra 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 Đâu đó. thầy hai ngồi tĩnh tu nè, Đó. đó đó chỗ đó thầy hai À. ngồi tĩnh tu á. Thất thần mẹ hả? Nãy anh ở dưới là có thấy chú Quýnh không? Không 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 Rồi nãy đứng ở chỗ cái ngã ba bên đây rồi giờ quay lại thấy không? rồi ghê vậy À. Của ông Hoàng luôn đó. À. Ông Hoàng cái này có cái ghế của ông Hoàng lúc trước thẳng tu cũng đã này. Có luôn hả? Có luôn. Trời ơi. Ông A Di Đà Phật, này có cái ghế nữa. Ghế cho cứu thầy qua ngồi nè. Đó. Phía đó về nhiều cái mũ thiền. À, mẹ thì ngự trên đó đó. Như mẹ hướng ra phía đó là thành phố Bà Rịa đó. Đó dưới đó đó là chùa của thầy Quang dưới đó đó. Giờ đứng ra ở đây á, cây nó che phủ bích đó là không biết là cái chùa nằm ở chỗ nào. Anh em lên khám phá sân bay của thầy nè. Có ai thầy nào? Của thầy. Rồi đi chung chứ không quen nha mấy ơi. Cái đường gì kỳ vậy? Này không? Có cái hang kìa, có cái hang kìa. Đi lên lên giúp đá không nè nè. Trời ơi, trời ơi, dạo nó còn đè mình. Thôi đánh xuống chạy không à. Bị vượt rồi, bị vượt rồi, bị vượt rồi. Bị vượt rồi. Bị vượt rồi, bị vượt rồi. À, giờ đi lên sân bay của thầy nè. À, bên kia có đường xuống nữa hả? Qua mưa bữa nay đường xinh quá, đường này xinh lắm, đường này xem ra lên nè. Chốn đâu cũng mồi thầy giá đó, chốn đâu cũng mồi thầy giá đó, không để cho thầy chi tìm, chi tìm sân bay của thầy. Ở đây ta cột dây, ta căng dây. À, ta cột dây là biết làm gì không anh em? Ta biết cái đường lên đó. À, làm dấu đó. Đó cái dấu cái dây đó. Mà cũng như là mấy người ta đi gần á, người ta cũng cột như nè. Đúng rồi. À, không phải đâu anh ơi. Cái dây này người ta dầm ngày xưa. Mấy cái vụ mà này nọ đó người ta căng dây không cho lên. Nè. Cái dây cọc cọc cái gì? Nè. Có nghĩa là cái này mới là cắt dây cho đi nè. À. Quay trong bà tao biết ra xem nè. Rồi cái hang đó là gì á? Rồi gì trắng đá mà có cái bự vậy? Làm như cái bầu đòn rồi đó. Gì vậy? Trời ơi cái hang. Trời ơi hai cục đá cho. Ba nữa luôn. À. À. Nè 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 dâu. Chỗ này ra ra ra. Thầy hai ngồi tĩnh tu nè. Đó đó. Chỗ đó thầy hai ngồi tĩnh tu á. Sâu vô trong luôn cái gì. Ơi. Nè có chai nước rồi nè dâu dâu. Ừ thầy coi có nè, nước. Hả? Hả? Đó chai nước đó. Có nước ở trên những cái chắc cá nó có rõ xuống rồi cả nhà. Chỗ này thầy hai ngồi liên công nè. Bây giờ mình sẽ đi lên trên rồi chú gì. Rồi cao lắm. Rồi, nè. Rồi. Rồi. Lên hai ba đường lên luôn. Rồi ơi. Ở đây nữa nè. Đây nè, dây găng nữa nè. Bây giờ mình sẽ đi lên trên. Trời ơi. Nó dừng đứng luôn đây đường xe ra lên. Cần tới chưa anh? Cần tới chưa? Cần tới chưa? Sắp tới hả? Bị dưỡng hay sao chạy dưới vậy? Đường đó đường xe ra. Đúng rồi, đúng rồi. À, bây giờ đi lên mà. Nói chuyện tở không nổi luôn. Cô chú về. Đây
nè, trời chạy quá trời luôn, chạy quá trời luôn. Chị thấy gì chảnh, thấy gì chảnh? Thấy gì chảnh? Có nhiều cô gái đẹp. Nhiều cô gái đẹp chảnh đó hả? Trời ơi. Trời ơi. Sao trên đây có nhiều cô gái đẹp nữa? Bị gái vượt, bị gái vượt. Đây cái đẹp, cái đẹp. Cái đẹp tới. Chào cô gái đẹp. Chị ở đâu? Dạ. Chị ở đâu? Ở dưới Sài Gòn lên. Sài Gòn lên hả? Leo núi. Leo núi. Bây giờ mình lên trên nói. Còn xíu nữa tới cô chê. Như vậy mà sao lên đây mà tu hành trên đây được trời. Trời ơi. Đây cái tảng đá quá bự luôn. Trời ơi. Phải leo lên một cái triền núi. Triền đá này nữa. Anh kia nói giờ gái đẹp nhiều cho lấy lắm vậy anh ơi. Đây người ta cột dây gì quá trời rồi chú gì. Trời ơi. Trời ơi. Bệnh chưa hết mà giờ. Đeo cô chú gì ơi. Sao mình đi mình thở dữ, anh đi tính veo hả? Hai YouTuber đang tác nghiệp. Rồi rồi, tới đỉnh rồi, tới đỉnh rồi. Lên đỉnh rồi. Ôi. Tới rồi, tới. Trời ơi. Đây là đỉnh La Bàn. Đây là đây. Lên cái đỉnh rất là cao ha. Thì ở đây là sân bay xưa đậu đây ha. Đây sân bay đây anh. Đúng rồi, sân bay ngày xưa đây, ngày xưa là mà trực thăng nó đậu đây nè. À đậu đây luôn anh. À. Chưa được thăng đậu đây đó. Là trên đỉnh này là cao nhất rồi anh ha. Đây là cũng là chưa phải là cao đâu. Trên kia đó hả? Trên kia còn cao nữa. Dạ. Đây, nhưng mà rồi. Cái chỗ này là nó có cái cục đá này bằng nên trực thăng ai đậu đây. À. Mấy anh ở đâu? Mấy em ở Sài Gòn anh. Dạ. Mấy anh hôm nay làm YouTuber hả? Dạ dạ. Đi lên khám phá trên cái đỉnh núi này nè. Đây cô chú chị. Đây là cái địa điểm đậu. Quý bà chị xem nha. Quá đẹp luôn. Cảm ơn mấy anh nha. Và ở đây rất là mát luôn chị. Hey. Nghe nói là con rồi mấy anh xuống hả? Rồi chào mấy anh. Chúc anh sức khỏe. Đây là đỉnh núi. Là chiếc xăng đáp hồi xưa đây nè cô chú chị. Bây giờ mấy anh chị còn à. Còn đi nữa. Bây giờ mệt quá. Mệt rồi cô chú chị. Đi qua
ở trên đây còn ngọn đá cao nữa của chính trị, nhà mình lên rảnh xem có cái gì trên rảnh. Bây giờ là hai anh em đi lên rảnh, mình mệt quá ngồi nghỉ của chú chị leo đó, giờ không có leo, giờ leo thở không nổi luôn. Ồ, trên đây là những cái tảng đá chồng lên nhau nè. Ở trên đây là cái gì anh? À, đây là đỉnh núi đó hả? Lên đây mệt ngồi bấm điện thoại luôn rồi. Đây đồng bọn đang đứng đó rồi với chú chị. Ôi đâu được đâu. Thờ mẹ hả? Nãy, anh dưới là có thấy chú cuốn không? Không. Rồi, ghê vậy? Của ông Hoàng luôn đó. À. Có cái giá của ông Hoàng, lúc trước ảnh tu cũng đã này. Có luôn hả? Trời ơi. Ông leo chi mà cao dữ. Đây đây hả? À, đi lên đây nè, đúng rồi đúng. Đây là cái đến là thờ mẹ. Ở trên đây tảng đá quá lớn, chứ gì coi có ghế luôn. Rồi trên đây thờ Phật tổ luôn đó. À Di Đà Phật, đây có cái ghế nữa, ghế chắc có thầy qua ngồi nè. Ồ, cái mỏm đá đèn thổ hả? Của chú chị còn xem tảng đá nè. Rồi. Ồ, tảng đá lại phía trước. Có dè dàng cái nữa. Mà dè mà tảng đá. Tảng đá này bị trẻ ra của chú chị ơi. Bị trẻ ra nè. Đây thì phía trên cao đó là thờ Đức Mẹ. À, Quan Âm Bồ Tát. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Tảng đá này nó bị trẻ ra nè, làm như là chiếc thuyền hay đó cô chú chị. Rồi phía trên ngự trên là mẹ Quan Âm. Phía dưới đây là mình đứng ở chỗ này là cái chỗ này giật cao cao lắm, không có quay được để hôm nay nè quay cho cô chú chị xem. Đây đây cô chú chị xem nè, đó phía đó ve ra như một cái mũ thuyền. À, mẹ thì ngự trên đó đó, như mẹ hướng ra phía đó là thành phố Bà Rịa đó. Đó dưới đó là chùa Thầy Quang dưới đó đó. Giờ đứng ra ở đây á, cây nó che phủ bích đó, là không biết là cái chùa thầm ở chỗ nào. Chùa Thầy Quang dưới đó đó. Mấy anh em mà nãy giờ đi là đi lên nãy mệt quá, mấy anh em nó thấy con cúng, con cúng kinh của Thầy Quang nữa. Ở đây có chỗ nào xuống được không ta? À, đi bên đây ha anh. Nãy thấy cún đó ha, anh chậu. Cún của thầy chồng, cún của thầy nuôi. Đó là đâu có đường đâu đi đâu. Bây giờ mấy anh em nãy đi lên đường nào ta? Hồi đó có một mỏm đá rồi đó nữa. Đây chỗ này là ẩn tu là lý tưởng luôn của chú anh chị. Đây những mỏm đá. Đây là những cái cây măng. Măng le trên rừng á. Người ta lên người ta sắn măng le này nè. Ta bán. Bắt đầu giờ sẽ đi vòng qua bên kia.
Đây là những cái tảng đá chồng 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 lên rất là cao của chú gì. Đâu cúng đâu? Cúng đâu? Của em à. Đây, đó, mình đứng ở cái sân bay bên đó. Đó, mạng cái bài gỡ của anh máy này nè. Mày ta đây không có wifi nè. Giờ mấy anh lên núi xuống nè. Giờ bị dấu à. Khám phá cái sân bay La Bàn á. Như là cái chỗ ẩn tu cao nhất ở trên núi Vinh Hè của thầy Quang á. À, tới đây cũng kết thúc. Cũng xin được gọi là chào tạm biệt quý cô chú anh chị. Hẹn quý cô chú anh chị vào lúc sau. Bảo nó không đóng luôn.